tủ bình đen đó. Nhắc tủ và nói về việc học phun xăm thẩm mỹ thì học phun xăm thẩm mỹ bây giờ sẽ chia ra thành hai loại, một là học online, hai là học offline. Học offline là một hình thức rất là truyền thống, tức là các bạn sẽ tới chỗ trực tiếp của giáo viên hướng dẫn tới cơ sở ở, thì sẽ được giáo viên kèm sát tại lớp. Các bạn sẽ được học những cái thao tác từ cơ bản cho tới khi mà các bạn lên trên được mẫu thật. Và ưu điểm của phương pháp này, các bạn sẽ nhanh ra nghề hơn, các bạn sẽ hiểu hơn và tự tin hơn, và các bạn có thể làm trên người thật. Và đây cũng là một cái mấu chốt rất là quan trọng để các bạn có thể làm trên khách hàng và các bạn tự tin hơn với nghề. Và đối với hai bài này, hai bài kỹ thuật quả lắc và bài đường thẳng, thì nó chiếm tới 70% và 80% kết quả để các bạn có thể phun môi, phun mày và phun mí. Cho nên các bạn hãy luyện thật tốt bài này. Và những kỹ thuật cơ bản dành cho điêu khắc là các bạn phải tập tạo sợi làm sao để cây cán vuông góc với bề mặt da. Để làm được bài này thì bạn phải học thật tốt bài cách tạo sợi ở phần ngoài da trước, làm sao để lực tay chúng ta đều dàn trải hết những sợi này, không phải là phía dưới chúng ta nhấn một cái hay là phía trên ở phần ngọn chúng ta đi lướt thì sợi sau bông sẽ không có đều màu. Và các bạn phải tạo được những cái sợi nó rất là nhỏ và mảnh. Và các bạn, nếu như các bạn đang muốn học về kỹ thuật điêu khắc thì Charlie có để đường link bên trên, các bạn có thể luyện về bài điêu khắc này. Và đối với điêu khắc thì các bạn sử dụng bàn dao U18 và sử dụng cán khắc tròn để chúng ta có thể dễ tạo sợi hơn. Và khi mà tập khắc, các bạn lưu ý cho Charlie, các bạn nên tập bằng da bột. Da bột quá thì nó hơi khó nhìn sợi hơn một xíu, nhưng các bạn có thể tập được lực tay rất là tốt. Và một cái bài đang thịnh hành nhất hiện nay, một cái bài mà đi đâu các bạn cũng nghe, đó là bài he tróc. Những sợi các bạn kéo sẽ nghiêng về hình chữ ngã hơn nha. Đừng kéo thành một cái đường, các bạn không nên kéo thành một cái đường thẳng thì sợi của mình nó sẽ bị cứng. Và bài he tróc là bài điêu khắc sợi bằng máy, tạo ra được những cái sợi mực á, tạo ra được những cái sợi khắc nó nhỏ và nó tự nhiên, và nó giữ được sợi bền hơn so với sợi điêu khắc bằng tay. Thì bài này đòi hỏi các bạn cầm máy phải thật là chắc, phải tạo sợi thật là mảnh và tự nhiên. Các bạn hãy luyện thật tốt những kỹ thuật này. Và nếu như mà trong quá trình mà các bạn luyện có khó khăn thì hãy cứ liên hệ với Charlie để Charlie có thể hỗ trợ cho các bạn nhiều nhất có thể. Và sau khi các bạn đã luyện về những kỹ thuật này rồi thì một vấn đề mà không thể thiếu, đó là bộ dụng cụ để mà khi chúng ta lên trên người thật. Đó sẽ bao gồm là mực để chúng ta thực hành trên người. Hôm nay Charlie sẽ nói về một chủ đề mà Charlie tin chắc rằng những bạn mới ra nghề hoặc là những bạn đã làm lâu năm trong nghề đi chăng nữa thì cũng sẽ cần có những kiến thức này. Đó là chủ đề về mực. Đen, nó đậm, nó nhạt, rêu, cam, đỏ, hồng, trắng. Và khi mà các bạn học á, thì bên Trolley, học viên của Trolley luôn được Trolley hướng dẫn cho những gì cơ bản nhất, những dụng cụ tốt nhất để khi mà chúng ta làm trên khách hàng, tốt nhất, đầy đủ nhất, cơ bản nhất nhưng mà không quá tốn chi phí dành cho các bạn. Nó cơ bản mà thôi nhưng mà rất là tiết kiệm chi phí dành cho mấy bạn. Đó là bộ mực dành cho trên khách hàng, dành cho trên người thật. Thì bộ mực này sẽ gồm 8 màu cơ bản, nhưng mà bên Trolley mới về một cái màu không thể thiếu đối với môi, đó là màu vàng chanh. Và màu vàng chanh này giúp nâng tông màu dành cho môi, giúp khử cái nền tím dành cho môi. Và màu vàng chanh này là màu rất là thần thánh và có thể làm cho môi các bạn có thể mix màu
để cho màu môi tươi hơn. Và Jolie sẽ nhắc sơ lại về bộ mực mà Jolie đã có giới thiệu trong những cái video trước, đó là dòng mực Roy của Đức. Nhanh bám, bong màu rất là đậm và tự nhiên, giúp dưỡng cho da môi khách hàng. Và dòng mực này á, sẽ bao gồm 8 màu, và bây giờ Jolie mới thêm về màu vàng chanh là 9 màu. Thì màu mực môi nó sẽ bao gồm là màu hồng để mà mix màu, màu đỏ để làm đậm màu cho khách, màu cam tươi để làm lớp nền, màu trắng để khử cái nền thâm, và thêm màu vàng chanh nữa, là tổng có 5 màu dành cho môi. Và tiếp theo đó là dành cho mực mí. Thì mực mí chúng ta sẽ có một màu đen duy nhất, và màu đen này các bạn đi tới đâu thì bám tới đó. Và mực dành cho chân mày là gồm những màu là màu nâu đậm, dành cho những khách hàng mà có làn da nâu sẫm màu thì chúng ta sẽ, hoặc là những khách hàng lớn tuổi thì sẽ rất thích hợp với màu nâu đậm. Và màu tiếp theo dành cho chân mày đó là màu nâu nhạt. Thì màu nâu nhạt này thích hợp với những khách hàng thích sự tự nhiên và nhẹ nhàng, hoặc là các bạn có thể dùng màu nâu nhạt này để phun ở phần đầu và đỉnh chân mày. Jolie hiện tại là sử dụng màu nâu đậm và màu nâu nhạt. Thì Jolie sẽ chuẩn bị sẵn một cái nhẫn, Jolie có đeo sẵn ở đây. Nhớ đối với mực chúng ta phải lắc đều trước khi mà chúng ta nhỏ mực ra, để đều những cái hạt mực bên trong. Đối với bài hair tóc này, Jolie sẽ sử dụng bằng chì đen để vẽ những nét chính trước. Và nếu như chân mày của khách bị trổ đỏ thì các bạn bắt buộc phải có thêm màu rêu. Thì màu rêu này giúp xử lý chân mày trổ đỏ. Nếu như những khách hàng mà bị trổ xanh thì chúng ta có thể sử dụng màu cam tươi của môi để có thể xử lý phần trổ xanh rất là nhanh. Thì tổng kết lại thì chân mày sẽ gồm 3 màu: mí một màu và mí một màu đen duy nhất. Và đối với môi sẽ tổng là 5 màu, thì tổng cộng chúng ta sẽ có 9 màu. Và 9 màu này thì giúp cho các bạn làm được tất cả các khách hàng của mình, và các bạn có thể mix ra những màu rất là nhiều và theo như các bạn mong muốn. Còn về phần máy mà khi chúng ta làm trên người thật thì Jolie sẽ làm một cái video riêng để có thể hỗ trợ về những thông tin này dành cho các bạn vẫn đang tìm hiểu về dòng máy nào để chúng ta có thể làm tốt cho khách hàng của mình, hạn chế tình trạng tổn thương da và mực nhanh bám. Các bạn học đâu cũng được, các bạn chỉ cần kiếm một người thầy giỏi tay nghề, có khả năng truyền đạt tốt. Tại vì một số học viên của Jolie đã từng học ở một số nơi khác á, thì các bạn nói người thầy đó rất là muốn dạy, nhưng mà chỉ vì là họ tay nghề tốt, kỹ thuật tốt, nhưng mà cái khả năng truyền đạt của họ kém khiến cho học viên không hiểu. Thì đó là cũng là một cái phần thiệt thòi rất là lớn dành cho các bạn học viên. Các bạn hãy tìm hiểu ở chỗ học của mình về người thầy của mình có khả năng truyền đạt tốt hay không, kỹ thuật có tốt hay không, tay nghề có tốt hay không. Nếu như các bạn cần Jolie hỗ trợ về nghề và có khó khăn gì thì hãy cứ liên hệ với Jolie qua số điện thoại Zalo 0937 37 3396. Xin chào các bạn. Thank you.